Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. À, để ủng hộ mình thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút dung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi kênh mình lên những sản phẩm mới. À, Phim hôm nay thì mình xin phép lên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Citizen à, dòng máy cơ automatic 2 bit hai mươi à, dòng Citizen Leopard chứ danh của hãng Citizen à, chạy máy cơ automatic 26 mươi jewel. À, chiếc này à, nó là một chiếc đồng hồ season, à, dòng à, báo tốc độ à, cái form dáng của chiếc này thì à, nó rất là hiếm à, rất ít anh em chơi dòng đồng hồ segen à, có thể à, được à, gặp và sở hữu những chiếc đồng hồ segen như thế này à, chiếc này thì à, nó sở hữu ba kim hay lịch à, kim và các cọc số của nó là màu trắng nổi khối à, trên kim giờ kim phút và các cọc số đều có vạch dạ quang à ở vị trí góc 3 giờ, anh em sẽ nhìn thấy lịch thứ và lịch ngày ở góc 3 giờ bên phải. À phía dưới cộng 12 giờ sẽ là logo season bên dưới là dòng chữ Automatic. Bên trên góc 6 giờ sẽ là dãy số 28800, à dòng chữ Leopard và 26 Jewel. À bên dưới Vạch Ly sẽ là dòng chữ Japan 7700 677099 trên à, này thì à, nó có cái núm ở vị trí trên à, lịch trên à, cọc 4 giờ một chút à, núm của nó là núm zin à, có chuyện gen rằng núm còn rất là đẹp à, cái cơ chế chỉnh lịch của chiếc này ấy, thì khi anh em để bình thường như thế này anh em ấn núm thì nó sẽ là chỉnh lịch ngày đó còn khi anh em quay ngược lại như thế này thì nó sẽ nó chỉnh là chỉ ấn núm thì nó sẽ là nhảy lịch thứ mình khá là thích uh, cách chỉnh lịch ở trên cái chiếc đồng hồ Seizen Leopard này nó khá là độc đáo lịch bấm nhanh chiếc à, này thì nó ở trong tình trạng là di nguyên bản chưa qua spa hay đánh bóng gì hết à, dây khóa của nó là dây khóa hạt gạo à, dây ra dây zin luôn à, Củ máy của nó cũng chưa hề qua spa gì hết zin toàn bộ anh em nhìn cái thành vách của nó rất là bén luôn à, anh em nhìn bốn đầu trên càng nó được thẳng nó còn cực kỳ là nét luôn Hai bên phần sườn còn rất là nét. À, nhìn cái chiếc đồng hồ Seizen Leopard này thì anh em có thể liên tưởng đến ngay. Đó là chiếc đồng hồ Senko KS56. À, form của những chiếc KS56 thì nó rất giống như trên chiếc Citizen này. Tuy nhiên là dòng KS thì nó lại, núm của nó lại ở vị trí ngang 3 giờ song song với ô lịch. Còn chiếc này thì núm của nó lại ẩn ở vị trí trên góc 4 giờ. À, về thiết kế thì mình à, cảm quan của mình thì mình à, đánh giá cái thiết kế của chiếc Czen này nó cao hơn ở trên thiết kế ở trên chiếc S 56 một chút à, kính của nó là kính khoáng zin à, rất là đẹp à, à, kính còn rất là trong dây hạt gạo tay à, 18,5 à, 19 đeo vẫn khá là ok À, cái dây zin của nó thì anh em nhìn cái chiếc gen nó chuyện ở bên trong khớp khóa đây nhé. À, có loại uh, có dòng gen khác ấy, thì ở cái bút khóa của nó là chuyện chữ gen hoặc là chữ C ở bên ngoài. Chiếc này thì uh, nó có hết kinh stop đầy đủ luôn nhé anh em nhé. à, máy chạy automatic 2 bit 28.800 cho anh em nhìn cái kim của nó trôi rất là êm không thua gì trên những dòng 2 bit 36.000 à, chiếc này thì nó có cái size mặt là 37 mm à, độ rộng dây thì là 18 lắc tôi lắc của nó thì là 42 mà sau của chiếc này thì chữ nghĩa của nó còn rất là rõ ràng luôn Mọi thông số của nó còn rất đầy đủ nắp đáy xoáy. À, chiếc này mình đã lau dầu cân chỉnh chuẩn chỉ rồi, anh em về chỉ việc lên tay thôi. Máy của nó còn rất là đẹp. Để mình mở máy chiếc này ra cho anh em xem. À, đây là máy của chiếc season Leopard. Anh em nhìn cái bộ máy cơ automatic của nó rất là chất lượng luôn. Trên búa hai mươi 26G. Máy của nó cực kỳ là mới luôn. trên máy có chuyện Japan ở bên dìa máy này nó là các thông số của nó hơi nhỏ mình mắt kém không dịch được nói chung là máy của chiếc này còn mới như vừa mới xuất xưởng ấy anh em chơi những chiếc như thế này thì nó cực kỳ là bền bỉ luôn à, nói chung là có rất nhiều dòng season với rất nhiều kiểu dáng khác nhau. À, tuy nhiên là ở trên dòng Citizen Leopard thì à, cái form à, như thế này thì nó rất là hiếm. À, đặc biệt là chiếc này nó sở hữu một cái mặt đai màu à, xanh Navi chảy tia từ tâm, bắt sáng rất là mạnh luôn. À, mình quay ở trong phòng nó hơi thiếu sáng một chút. Tuy nhiên là anh em nhìn cái đai hồ nó chạy sáng rất là đẹp. Chiếc này anh em đeo bên ngoài à, nó bắt sáng nó nhìn thực tế ấy, ở trên tay anh em còn cầm còn nhìn nó còn đẹp hơn nữa nhé. zin nguyên bản chưa qua spa gì hết à, trước này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 8 triệu thế anh em nào có nhu cầu thế vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 091230067 bảy đấy cũng là zalo của mình anh em kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu À, một chiếc đồng hồ Seizen Leopard 28 000 à, chạy với uh, Cốc máy cơ lên dây 26 jewel tốc độ là 2 bit 28.800 dòng báo tốc độ mặt xanh navi chảy tia từ tâm khá là hiếm mình lên tay thử cho anh em xem nhé à, đeo chiếc này nếu như anh em phối một uh, cái áo sơ mi hoặc một cái áo phông màu uh, xanh navi thì nó rất là đẹp đấy tông xuyệt tông luôn anh em thấy không? Rất là đẹp. Ok, fan hôm nay mình sẽ phép được kết thúc tại đây. À, anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với mình à, theo số điện thoại sáu bảy à, anh em có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Mình xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại ở các clip sau.